Hoa lan đang nụ mùa này thì rất là ít cả nhà. Phiên hôm nay em tuyển chọn toàn bộ là hàng đang nụ luôn Kiều vuông đang nụ đẹp về anh chị nhà mình có hoa chơi nè Kiều tím cũng đang có nụ luôn kiều vàng đang nụ trời ơi quá là đẹp hồ điệp đang nụ nữa chứ đi từng mã quay từng mã cho anh chị nhà mình xem và dễ chốt hơn nha rồi mà ít một đầu tiên hoàng thảo vạch đỏ cái này thì em cũng không hiểu lý do tại sao bây giờ cuối mùa khuôn hoa trắng nè vạch đỏ càng rõ luôn càng đẹp luôn mà ít một hai một không cả nhà ơi cái này là nguyên bản nha cái này là từ những cái khúc nguyên bản trồng vào nè cái giò này đẹp lắm hoa chơi bền về cho anh chị nhà mình sẽ còn chơi được nhiều nha rồi tiếp tục ít hai hàng này cái giò này thì lại đang có nụ đang có nụ trên đầu ngọn như thế này nè giò này thì sum mầm tơ gì lên cũng khỏe quá chừng luôn rồi x2 290 đó, một giò như thế này về anh chị nhà mình để bàn chơi hoa đi Chơi hoa xong là cứ mang ra tưới tắm bình thường giúp em nha X3 nè, phi điệp tím Phi điệp tím mà mùa này đang có nụ thì quá ok luôn rồi Dòng này thì hoa thơm, mầm tơ cũng lên hết luôn rồi Đây nè, nụ nó đang từ trên đi xuống này Cả nhà ơi, cái giò này có nụ lớn, nụ nhỏ có đủ nha X3, giá rẻ, ba. Trời ơi chậu này anh chị nhà mình gộp đơn cho em đi Đừng lấy một chậu uổng lắm cả nha Phí ship thì vẫn là 30 ngàn Phi hôm nay toàn bộ là hàng nụ thôi Rồi x4 nè Giò này thì lại nhiều thân đang nụ nha Thân đang nụ nè Đang nụ nè Trời ơi còn cái lượt mầm tơ như thế này Thì anh chị nhà mình lo lắng gì nữa đâu Chơi hoa xong mầm để xanh khỏe như thế này rồi X4 220 Trời ơi chốt ngay cả nhà ơi Cái giò này để bàn đi Hoa rất là thơm luôn Giò này nữa nè Vừa đang có nụ trên thân và thứ hai nữa, một số thân đang thắt đọt, chuẩn bị xuống lá cho hoa luôn rồi. x năm, 230 ngàn. Đó, mầm tơ cũng đang lên, giò này rất là tiềm năng, phân bón gì cũng đầy đủ ở dưới chậu rồi cả nhà nha. Đang có nụ nha, ít sáu là quế trắng. Hiện tại đang có nụ dòng này, hoa màu trắng nhìn rất là tinh khiết, sang trọng và nó lại thơm nữa. Ít sáu, 500 ngàn. Phòng cây rất là đẹp đúng không cả nha cây thuần bên em thì cây ăn nắng khỏe thôi về nhà anh chị nhà mình dễ chăm sóc rồi x 7 nè giò này cũng 500 luôn giò này cũng 500 luôn đang có nụ nè giò này thì cây không không to bằng giò vừa mẹ x6 nhưng mà được cái là nó xung cây hơn đúng không cả nha mỗi cái một có vẻ đẹp riêng thì em quay từng mã anh chị nhà mình yêu thích cái giò nào thì cả nhà mình cứ nhắn cho em siêu tầm hai ba mã mỗi mã một loại luôn mình về mình có hoa chơi rồi hô điệp nè Hồ điệp hiện tại em đang có một duy nhất một giò như thế này. Trời ơi cả nhà ơi nó đang rất là nhiều nụ một giò duy nhất 195 mã X8 nha. Hồ điệp thì vào dòng này thì nó cũng thuộc dạng là rễ gió. Rồi tiếp tục cái mẻ này thì à, em ghép lên trên đế gỗ nè, ghép tròn. hiện tại đang bắt đầu cồi nụ lên luôn rồi. Rồi mã này à X9 240 nha em đang có hai chậu anh chị nhà mình mà thích mà lấy nguyên một cặp nè về nhà để bàn kê đôn gì cũng đẹp hết nha toàn bộ đều là ghép tròn đều và đang có nụ cả nha hả yên tâm những cái mã như thế này anh chị nhà mình sưu tầm rất là hợp lý luôn mã kiều vuông đang có nụ trời ơi cả nhà xem nè những chậu như thế này nè thứ nhất là cây sum đanh khỏe thứ hai thì nó cũng đang có nụ để về cho anh chị nhà mình để bàn chơi kiều vuông thì hoa chùm nó bung hoa ra là chùm chùm rất là xinh rồi mã x10 230 x10 230 thì hiện tại em đang có một cặp này cả nhà ơi em đang có một cặp đây hiện tại cái dò nào cũng đang có nụ hết trời ơi cái này chút ngay một cặp đi cả nhà phía ship vẫn 30 thôi đẹp quá đẹp chừng luôn rồi dò nào cũng đang có nụ toàn bộ đều là những cây trồng thuần đanh khỏe cả nhà ha mã tiếp theo x11 sẽ là kiều tím vì hiện tại đang có nụ nè đó về nhà cái này thì anh chị nhà mình chỉ tưới nước cho em thôi nha không phun không tưới gì hết nha tại vì hiện tại cây đang nụ không hấp thu phân gì nữa hết đâu x11 380 một giò kiều tím khu vực cờ bang gia lai thuần khỏe kiều vàng nè trời ơi cái phiên hôm nay mà có nhiều loại kiều đang nụ như thế này thì chắc các anh chị nào nhà mình mà yêu thích dòng kiều thì có khi là chốt hết nha rồi kiều vàng x12 470 đang có nụ nha trời ơi con nhìn nụ út nút nè rất là đẹp cả nhờ cái giò này xum nha giò này rất là xum nè kiều vàng kiều vàng hoa vàng đậm đẹp mỗi cái dòng kiều nó sẽ có một cái vẻ đẹp riêng tiếp tục giò kiều vàng to bự như thế này giò này to một ôm nè cái này anh chị nhà mình để bàn đi nó bung hoa ra là rực rỡ vô cùng luôn hiện tại đang có nụ đẹp cả nhà ơi sưu tầm đi chơi hoa xong là có một cái giò mà mình trồng tiếp tục chăm sóc càng lâu thì sẽ càng giá trị À phi điệp tím em đang còn một giò này nữa Hiện tại đang có nụ trên thân nè Thân này cũng đang gần xuống hết lá rồi Thì trong quá trình vận chuyển mà mấy cái lá này nó vàng là bình thường cả nhà Nó phải xuống hết lá mới cho hoa Nụ cũng đang cô lên rồi nè Nụ lớn, nụ nhỏ có đủ, mầm tơ quá trời Rồi đang còn một chậu chỗ này Giá ưu đãi ít 14 195 195 Rồi em đang có một cái cặp như thế này Rất là đẹp cả nhà ơi hoàng phi hạt cái này thì nó không có nụ đặc biệt chỉ có một mã này không có nụ cả nhà em sẽ báo trước nhưng tại vì nó đẹp quá trời ơi xem xanh mướt nhìn đã không cả nha giò nào giò nấy mà bắt đầu là vượt mắt luôn rồi nè rồi tiếp tục x 15 lăm ba một chậu trời ơi cái này thì so với người giúp em nè 390 mà anh chị nhà mình sưu tầm được như, chậu như thế này thì phải nói là tuyệt vời luôn rồi hoàng phi hạt dòng này thì sẽ cho hoa từ tháng 2 hoa bền lên tới cả tháng chưa kể bây giờ mà thân lá nó đã đẹp như thế này luôn rồi Xứng đáng cả nha Sưu tầm nguyên một cặp luôn đi Anh chị nhà mình nhận cái hàng này Thì sẽ không làm cho anh chị nhà mình thất vọng hoàn phí hạt cả nha nha Rồi em đang có một cái mẻ Mẻ này là hoàng thảo vách đỏ Hoàng thảo vách đỏ giống như cái mẻ đầu tiên á Nhưng mà cái giò này nó có trục chặt một cái Là mấy bữa nó bị rớt Nó bị rớt chậu nên thành ra em trồng lại Thì bộ rễ nó nó chưa có ổn định lắm nó cũng đã bám rồi cả nghe ha, nó chưa ổn định lắm nè, mầm tơ đang lên nè, mầm tơ mầm tơ đang lên ok rồi. Nhưng mà đang có nụ đẹp lắm anh chị nhà mình về để bán đi, dòng này hoa rất là bền. khu hoa đẹp nữa chứ. Rồi mã này X16 nha, giò này thì anh chị nhà mình lưu ý tình trạng cây em có báo trước nha, mã này 250 thôi. Giá rất là ok luôn rồi. Hai giò ghép gỗ như thế này em sẽ lên trước mã 17 đi. Mã 17 cái giò này hiện tại đang có tới 6 cái voi nụ. 6 cái voi nụ giò này 800. Này, cái này thì so với người giúp em, cái giò này mà phí ship vẫn 30 thôi thì hỗ trợ em, em sẽ hỗ trợ phần ship thiếu nha. Ghép gỗ nặng nè, đóng một cái thùng nó cũng sẽ to nữa cả nha ha. Tiếp tục nè, một mẹ x18, giò này thì sum cây hơn. Giò này sum cây hơn, giò này thì em đếm nó đâu đó tới chín cái vòi nụ. Trời ơi, đẹp không cả nha, x18, 900 ngàn. Những giò như thế này thì thuần, ăn nắng, đanh khỏe khu vực gia lai em thì cây thùng ăn nắng khỏe lắm nên anh chị nhà mình sưu tầm về nè chăm sóc lại nó cũng sẽ rất là dễ cả nhà ơi sưu tầm ngay phiên hôm nay nha